Chào. Chào cô chú. Chào cô chú. Mời cô chú ăn gì? Mời cô chú ăn gà viên. Mời cô chú ăn gà viên. Ăn gà chiên giòn, gà chiên bột giòn với khoai tây. Khoai tây chiên. Chấm với gì? Chấm tinh trà. Rồi, vô. Vô. Ngon. Tôi bóc cái này, bóc chấm cái này. Rồi. Không chấm ngon cho ăn ngon. Ừ. Khỏi chấm luôn ha. Nhìn thịt luôn. Thơm ha. Cho ăn ơi, ăn cái này ngon. Mới chút rồi nha. Tương trà thơm á. Ăn chấm với tương trà rất là dở nha. Khỏi ăn cơm luôn, ăn hết hai dĩa này khỏi ăn cơm. Nghe cái mỏ mộm 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 luôn hả? Thôi khổ mũi quá, rỡ rỡ rỡ. Cái gì khổ mũi? Cái đó mềm á. Trời không chắc nghĩ ăn cơm không? No luôn, khỏi ăn cơm luôn. 10 điểm. 100 điểm. 100 điểm. 100 điểm mà sao vô có 5 ngón à? 100 điểm, 100 điểm. Có gà thịt cũng nhỏ. Gà chung cái gần. Tôi chấm vô cái này. Trời sao ăn da không vậy? Ăn cũng cái dâu gà quá. Ăn cũng cái gà cũng nó da. Mình đắp béo. Như da một ngày mé. Mình tôm nó ăn cái này không mà nó không ăn à. Nó ăn khoai tây hả ta? Cái này đầy nhóc luôn. Cái này được hết rồi. Mời cái nhà ăn gì? Mời gì? Mời cái nhà ăn. Ức gà chiên giòn. Mấy cục bột. Đừng gấm nè. Chào tạm biệt. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú.